Xin chào anh em nha, trở lại kinh mấy công cụ Đức Tùng. Em xin review con máy nổ dân mang anh em. Đây, tình trạng ở đây. Con này có bơm dầu thủy lực nha. Đây, ốc bô nè. Nước sơn thì nó hơi bong chút đỉnh chứ hơi hám rất là ok luôn. Con này là 3T66 nha anh em, 14 ngựa. Trung bình thì chạy trung bình là tua 2.800. Đó, anh em nào có nhu cầu sử dụng con này thì chụp lên màn hình là mã số là 184 nha anh em. Rồi. Em xôi qua một vòng để em test cho nó chạy cho anh em xem. Hơi hám rất là ok nha anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con 3T66 này thì liên hệ với số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em, công ty Đức Tùng. Mã số là 184 nha. Rồi, em xin cảm ơn.